Chào mừng quý vị đã đến với Rural Điều viên Cuộc sống Điều viên Canada. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 của năm 2022. Thủy xin cập nhật một vài tin tức để gửi đến quý vị. Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký đơn xin gia nhập Europe và đã được chấp thuận. Đài Loan viện trợ cho Ukraine bằng cách gửi 27 tấn vật tư y tế. Các quan chức Ukraine cho biết pháo binh Nga đã bắn phá các khu dân cư của thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, các quan chức Ukraine cho biết khi các lực lượng của Moscow gặp phải sự kháng cự gay gắt trong ngày thứ năm của cuộc xung đột. Các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn đã kết thúc mà không có kết quả. Một thành viên của phái đoàn Ukraine cho biết các cuộc thảo luận rất khó khăn và phía Nga có rất nhiều thành kiến. Các cuộc hội đàm giữa hai bên được tổ chức ở biên giới và đồng minh của Nga là Belarus. Cố vấn của Tổng thống Ukraine là Mykhailo Podolia nói với các phóng viên rằng cuộc họp kết thúc và các quan chức sẽ quay trở lại thủ đô của mình để tham vấn thêm trước khi đàm phán lần thứ hai. Theo Reuters, thì ngày 28 tháng 2, pháo binh Nga đã bắn phá các khu dân cư của thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, giết chết hàng chục người, và các quan chức Ukraine cho biết khi các lực lượng xâm lược của Moscow vấp phải sự kháng cự gay gắt của người Ukraine trong ngày thứ năm của cuộc xung đột. Các cuộc tấn công diễn ra trong khi các quan chức Nga và Ukraine gặp nhau ở biên giới Belarus, nhưng cuộc đàm phán của họ không đạt được bước đột phá nào cả. Nga cũng phải đối mặt với sự cô lập và bất ổn kinh tế ngày càng sâu sắc khi các quốc gia phương Tây đoàn kết lên án vụ tấn công của Nga vào Ukraine đã giáng đòn vào một loạt các biện pháp trừng phạt đang lan truyền trên thế giới, cổ phiếu toàn cầu giảm và giá dầu tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi phương Tây là đế chế của sự dối trá khi ông thảo luận về kinh tế với các quan chức hàng đầu vào thứ hai sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng nhằm vào Moscow, Điện Kremlin cho biết. Tuyết nhuộm máu vẫn còn sau một trận chiến ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khi người dân địa phương chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Hàng nghìn phụ nữ và trẻ em đổ về biên giới trong băng giá, họ khóc khi họ bỏ lại thành viên gia đình của họ ở phía sau. Và cũng theo Reuters thì nhà lãnh đạo Belarus cho biết Belarus không có kế hoạch tham chiến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cho biết như vậy. Lukashenko bác bỏ các cáo buộc của Kiev rằng quân đội Nga đang tấn công Ukraine từ lãnh thổ của Belarus. Hãng thông tấn nhà nước của Belarus Belta đưa tin như vậy. Kính thưa quý vị, bản tin cập nhật của Thủy hôm nay đến đây xin kết thúc. Kính chào quý vị và xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.